Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cà phê Liên minh. Trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải thứ 11 của Liên minh Huyền thoại, những vị tướng xạ thủ được xem là nhân vật chịu thiệt thòi nhất khi hệ thống trang bị thần thoại dường như không đem lại quá nhiều lợi ích cho lớp tướng này. Tuy nhiên, ở thời điểm cuối cùng của năm 2020, Riot đã quyết định đưa ra hàng loạt cập nhật vô cùng giá trị. Thông qua một số chỉnh sửa này thì những tướng xạ thủ dần trở nên mạnh hơn và có tác động lớn đến giao tranh hơn. Đáng chú ý nhất chính là việc tăng sức mạnh cho cung phong linh đã biến món đồ này nhanh chóng trở thành trang bị chân phái mà bất kỳ game thủ nào, thậm chí là cả Faker cũng phải tin dùng trong hầu hết mọi trận xếp hạng. Trước đấy, mặc dù các trang bị chí mạng bị giảm sức mạnh thê thảm và khó có thể cạnh tranh với các item khác, tuy nhiên giờ đây, cung phong linh lại đang tỏa sáng cực kỳ rực rỡ trong giai đoạn chuyển giao meta. Và không để các bạn chờ đợi lâu thêm nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nguyên nhân nào đã giúp cung phong linh trở nên mạnh mẽ như vậy nhé. Cà phê Liên minh, cà phê nhân phẩm, cà phê tốc chiến và cà phê Valorant. Hãy subscribe và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung mới nhất từ hệ thống của chúng tôi. À mà đừng quên ghé thăm kênh của mình, Mai Tài Official, để lắng nghe những bài hát mới nhất, những bản cover mà bạn yêu thích nha. Bước sang mùa giải 2021, hệ thống trang bị thần thoại có thể coi là thay đổi lớn nhất trong công cuộc đổi mới cửa hàng của Riot Games. Chúng sở hữu nhiều cơ chế, hiệu ứng mạnh mẽ và được khuyến khích mua đầu tiên. Tuy nhiên, đấy là câu chuyện của những lớp nhân vật khác như đấu sĩ, pháp sư hay chống chịu. Với xạ thủ thì những món đồ thần thoại lại tỏ ra không quá phù hợp để lên đầu tiên. Lý do cho việc này nằm ở chuyện, bản chất lớp tướng xạ thủ cần rất nhiều trang bị để có thể mạnh, đặc biệt là những nhân vật dựa vào chỉ số chí mạng. Vì vậy, có lên trang bị thần thoại đầu tiên thì những tướng xạ thủ cũng không mạnh hơn so với việc lên những món đồ huyền thoại khác. Do đó, công việc của xạ thủ ở đầu và giữa trận vẫn chỉ là đi farm và lên thêm trang bị. Chứ những nhân vật này rất khó có thể đóng góp nhiều sát thương và giao tranh ở giai đoạn đầu trận. Kể đến, nhìn vào nội tại của nhóm trang bị thần thoại là nỏ từ thủ, móc diệt thủy quái và cung phong linh. Chắc hẳn các bạn dễ dàng nhận ra chúng sẽ gia tăng chỉ số dựa theo món đồ huyền thoại khác. Điều đấy có nghĩa nếu bạn lên món đồ này đầu tiên thì hiệu ứng trên bị bỏ phí hoàn toàn. Đương nhiên, nội tại đấy giúp bạn càng về cuối trận càng khỏe. Nhưng trong meta mà các lớp nhân vật khác quá mạnh khi có một món đồ, xạ thủ rất cần sức mạnh ngay lập tức thay vì bỏ phí những chỉ số đấy. Vì vậy, chuyện lên đồ thần thoại đầu tiên là cực kỳ không nên đối với tướng xạ thủ. Chẳng hạn, để có thể tối ưu sức mạnh ở mốc một trang bị, game thủ sẽ phải lên đồ dựa theo chất tướng mình đang sở hữu. Nếu bạn chơi những tướng gây sát thương theo hiệu ứng đòn đánh, gươm vô danh là món đồ tương đối thích hợp để mua đầu tiên bởi nó là trang bị gây sát thương độc lập vô cùng tốt. Đối với những xạ thủ chí mạng, bạn hoàn toàn có thể lên huyết kiếm đầu tiên bởi món đồ này cung cấp chỉ số sức mạnh công kích tốt, có hút máu và thêm một lượng khiên đảm bảo sự an toàn. Một trường hợp đặc biệt trong dàn tướng xạ thủ đó là Jhin, khi tướng này có thể tận dụng tốt trang bị nguyệt đao đang cực kỳ mạnh của lớp tướng sát thủ. Món đồ này cung cấp cho Jhin gần như mọi hiệu ứng cần thiết, từ tốc độ di chuyển, khiên và đặc biệt là sát thương theo phần trăm máu. Sau khi hoàn thành nguyệt đao, súng hải tặc và kiếm Mayumu là lựa chọn tốt nhất, bởi chúng kết hợp hoàn hảo với nhau từ chỉ số cho tới nội tại. Bạn sẽ có thêm nhiều sát lực để hạ gục đối thủ với những item này. Khi có nhiều mạng, lượng vàng cung cấp từ nội tại của súng hải tặc sẽ cực kỳ lớn. Khi lượng kinh tế vượt trội so với đối phương, việc snowball trận đấu và giành chiến thắng cuối cùng trở nên tương đối dễ dàng. Điểm yếu của những item này là không cung cấp chỉ số tốc đánh, nên chẳng hợp chút nào với những xạ thủ chí mạng. Tuy nhiên, điều này không có ý nghĩa với Jhin bởi hắn ta vốn có tốc đánh cố định rồi. Hơn nữa, sát thương của Jhin giai đoạn đầu trận tới phần lớn từ kỹ năng lựu đạn nhảy múa cùng sân khấu tử thần và nó tương tác quá tốt với chỉ số sát lực kể trên. Như vậy, việc có thể tận dụng được trang bị thần thoại của sát thủ đã khiến Jhin nhanh chóng leo lên vị trí xạ thủ mạnh nhất tiền mùa giải. Chưa dừng lại ở đấy, trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, một vài người chơi ở mức rank cao đã nghĩ ra một ý tưởng đột phá là lên item AP cho các tướng xạ thủ. Lý do là bởi những item thần thoại dành cho pháp sư là cực kỳ toàn diện, khi cung cấp sức mạnh phép thuật, năng lượng, điểm hồi kỹ năng cho tới hiệu ứng đi kèm. Chỉ với ngưỡng sức mạnh một món đồ, bạn đã có thể gây rất nhiều sát thương rồi. Hơn nữa, dòng trang bị sức mạnh phép thuật còn sở hữu đồng hồ cát gió nhà, item hoàn hảo để chống lại các sát thủ và giúp những tướng mỏng manh như xạ thủ sống sót tốt hơn. Điển hình cho trào lưu lên đồ AP cho xạ thủ là những nhân vật như Miss Fortune, Varus, Twitch, Arch. Chúng tận dụng tốt những item gia tăng sức mạnh phép thuật, đóng góp nhiều vào lối chơi chung của đội mà không cần đồ xạ thủ. Trong số đấy, Arch là một trường hợp tương đối đặc biệt khi tướng này vẫn lên đồ sức mạnh phép thuật nhưng lại của hỗ trợ thay vì của pháp sư. Lý do là bởi món đồ chát lệnh đế vương với nội tại gia tăng sát thương của những kỹ năng làm chậm, bất động tướng địch
quá phù hợp với Ash. Hơn nữa, trang bị này còn gia tăng sát thương cho đồng minh nữa. Vì vậy, những hỗ trợ giàu tính chiến đấu như Pike, Seth, Pantheon có thể kết hợp quá tốt khi đi cùng Ash. Về cơ bản thì những tướng kể trên đã và đang tận dụng các trang bị cho sức mạnh ngay lập tức để khỏa lấp nhược điểm của xạ thủ. Bộ kỹ năng đặc biệt của những tướng như Miss Fortune, Ash hay Varus giúp chúng sử dụng tốt những món đồ pháp sư để đóng góp sát thương, hiệu ứng trong giao tranh. Đương nhiên, không phải tướng nào cũng có khả năng tận dụng những item pháp sư và phải tìm ra lối đi khác để tồn tại trong meta. Tuy nhiên, các lối chơi dị đấy chỉ cho chúng ta thấy các món đồ xạ thủ của Riot quá yếu, từ hệ thống cho tới bản thân các trang bị. Mặc dù nhà phát triển đến từ nước Mỹ đã cố gắng nâng cấp sức mạnh cho xạ thủ, tuy nhiên lớp nhân vật này vẫn tỏ ra quá phế khi cứ tuân thủ theo lối mòn xây dựng trang bị kiểu chí mạng cũ kỹ. Nên nhớ, chỉ số sát thương chí mạng đã bị giảm đi khá đáng kể, trong khi tốc độ trận đấu ngày một nhanh của Liên minh dường như đang khiến cho xạ thủ chẳng còn đất sống. Việc kết quả các trận thường được định đoạt ở thời điểm phút thứ 20 khiến xạ thủ không còn đủ thời gian để farm và thăng tiến sức mạnh nữa. Và sau tất cả chuyện đấy, dường như Riot cũng đã nghe thấu được điều này, nên đã quyết định gia tăng sức mạnh cho cung phong linh ở phiên bản 10.25. Ngay lập tức, món đồ này trở thành một cơn sốt thực sự tại máy chủ Hàn Quốc. Những tuyển thủ chuyên nghiệp đều đang spam trang bị này trong hầu hết các trận rank. Đầu tiên, một trong những lý do khiến cung phong linh trở thành hot trend là vì nó được tăng thêm sức mạnh công kích tại 10.25. Ngoài 5 điểm sát thương, thời gian hồi chiêu của nó được giảm mạnh từ 90 giây xuống còn 60 giây. Chỉ với 1 phút hồi chiêu, các xạ thủ có thêm một món trang bị tương tự tốc biến, sử dụng liên tục và cơ động hơn rất nhiều. Đặc biệt với sự xuất hiện tràn lan của các sát thủ, những con bài máu giấy như xạ thủ cần phải sở hữu khả năng cơ động để có thể tránh né những pha tiếp cận của đối phương. Thêm vào đấy, sát thương của cung phong linh cũng sẽ áp dụng ngay lập tức sau khi được kích hoạt. Điều này khiến những tướng chuyên dồn sát thương hoặc áp dụng lối chơi ép đường trong khoảng thời gian đầu trận như Tristana, Raze và kể cả Yone rất ở chuộng. Khi kích hoạt chiêu, người chơi cũng có thể đồng thời kích hoạt chiêu thức khác một cách dễ dàng và tiện lợi. Ví dụ như khi dùng Lucian, bạn có thể dùng cung phong linh và chiêu E để gia tăng khoảng cách một cách cực kỳ nhanh chóng và tạo bất ngờ cho đối phương. Chưa dừng lại ở đấy, trang bị trấn phái này cũng cung cấp thêm 3% tốc độ di chuyển cho toàn bộ trang bị huyền thoại mà bạn sở hữu. Chỉ số này giúp các xạ thủ di chuyển ra đường nhanh hơn để farm lính, giữ vị trí trong giao tranh tốt hơn. Điển hình nhất chính là việc tranh chấp mục tiêu Baron, bởi chỉ cần đến trước đối thủ vài giây thôi cũng đủ xoay chuyển kết quả trận đấu rồi. Cơ bản, tốc độ di chuyển là một trong những chỉ số đặc biệt quan trọng của xạ thủ, chẳng thua kém gì chỉ số sát thương hay chí mạng. Thậm chí, xạ thủ cần tốc độ di chuyển cao như Jin cũng được hưởng lợi rất nhiều từ trang bị này. Như vậy, những thay đổi của Riot đã phần nào giúp cung phong linh trở thành món trang bị mạnh vượt trội cho bất kỳ tướng xạ thủ nào nhờ vào tính toàn diện của nó trong nhiều tình huống khác nhau. Hiện tại, khi mà Faker và những tuyển thủ chuyên nghiệp khác đang ưa chuộng cung phong linh, thì chả mấy chốc, đây sẽ là món trang bị hot nhất Liên minh khi mà mùa giải 2021 bắt đầu. Tóm lại, đối với vị trí xạ thủ, lượng kinh nghiệm ít ỏi mà họ được nhận khiến khả năng thăng tiến sức mạnh bị chậm hơn rất nhiều so với các vị trí khác. Kết hợp với việc tốc độ trận đấu diễn ra ngày càng nhanh, các vị trí đường đơn nhận được quá nhiều sức mạnh từ trang bị mới. Việc xạ thủ có thể gây được sát thương hiệu quả là cực kỳ khó khăn. Bên cạnh đấy, hầu hết những item thần thoại dành cho xạ thủ đang tỏ ra yếu kém hơn hẳn so với những trang bị thần thoại của các lớp tướng khác. Tuy nhiên, chỉ riêng trang bị cung phong linh lại được người chơi có trình độ cao cực kỳ ưa chuộng. Đáng chú ý nhất, cung phong linh đem lại khả năng lướt vô cùng bá đạo. Nếu tính toán kỹ càng thì đây là một món trang bị có khả năng tiếp cận, dồn sát thương cực kỳ hữu hiệu giai đoạn đầu trận, giúp những tướng xạ thủ có thể gây sát thương lớn từ sớm, bổ sung sức mạnh đáng kể cho toàn bộ đội hình khi mà tốc độ trận đấu trong liên minh càng ngày càng nhanh đến chóng mặt. Đặc biệt, cung phong linh có một điểm mạnh đó là không hề có độ trễ trong những lần kích hoạt của mình. Thậm chí trong khi lướt, bạn cũng có thể dùng những kỹ năng khác để bồi thêm sát thương. Bạn hoàn toàn có thể dùng cung phong linh để thoát khỏi những kỹ năng định hướng nguy hiểm từ đối phương, hay đơn giản là lướt để giữ vị trí tốt nhất nhằm gây ra càng nhiều sát thương càng tốt. Với những lợi thế kể trên thì cung phong linh đang là món trang bị thần thoại được người chơi săn đón nhất ở thời điểm hiện tại. Mặc dù đang quá mạnh nhưng Riot vẫn chưa có bất kỳ động thái gì nhắm đến cung phong linh cả, và có khả năng sức mạnh của món trang bị này sẽ được giữ nguyên cho đến khi phiên bản 11.1 được cập nhật trong thời gian tới. Vừa rồi là toàn bộ nội dung về cung phong linh, trang bị cứu rỗi xạ thủ trong mùa giải 2021. Cung phong linh đang cho thấy mình có sức mạnh vượt trội khi gia tăng cho tướng khả năng lướt, dồn sát thương cực kỳ tuyệt vời. Bên cạnh việc cung cấp chỉ số thuần túy, đây là công cụ để game thủ có thể giữ được vị trí tốt nhất và gia tăng tầm ảnh hưởng ở thời điểm đầu trận. Với việc Faker và các cao thủ thách đấu Hàn đang ưa chuộng cung phong linh,
chẳng mấy chốc nó sẽ trở thành item hot nhất Liên Minh trong thời gian tới. Cuối cùng, sau khi xem xong video, bạn có suy nghĩ gì thì hãy để lại ý kiến cho Cà Phê Liên Minh được biết. Và đừng quên like, share và subscribe bởi vì nó free nhá. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.